xin chào mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thanh Huế. Hiện nay em đang sống và làm việc tại Hà Nội. Và sứ mệnh của em là mong muốn các bậc phụ huynh có thể hiểu về con cái của bản thân mình và những đứa trẻ có thể được sống là chính mình. Và chúng sẽ có được một cái môi trường thực sự hạnh phúc. Và trong quá trình đào tạo của 21 ngày của viện thì em tâm đắc nhất là 4 vòng tròn đào tạo đầu tiên của một con người hướng đến là 3 tam bảo. Đó là 1 là trí tuệ, 2 là đạo đức và 3 là nghị lực. Đó là nhân cách cốt lõi của một con người. Thứ hai mới là thấu hiểu bản thân. Và thứ ba là chúng ta đi rèn luyện kỹ năng. Và thứ tư là chúng ta đi học những kiến thức. Nhưng ở thời buổi công nghiệp ở thời buổi hiện nay thì chúng ta lại đi ngược vòng 4 vòng tròn đào tạo đó. Vậy nên em rất là mong muốn lồng ghép được 4 vòng tròn đào tạo đó vào trong những cái bài tư vấn sinh chắc vân tay của em. Và những cái giá trị trong khóa học mà em cảm thấy nó rất là thực tế là em cái phần xu hướng năng lượng bẩm sinh. Bởi vì là khi mà đọc phần đó thì khách hàng rất là hiểu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình, những điểm yếu thì tư vấn viên sẽ tư vấn như thế nào và những điểm mạnh thì cần phát huy ra sao. Người thành công thì chúng ta tập trung 75% vào những điểm mạnh, 25% vào ý tưởng cơ hội và 5% là điểm yếu, đúng không ạ? Và em rất là biết ơn đến Jaden, đến viện đào tạo sinh chắc vân tay đã mang cho em những cái kiến thức quý báu, những cái kiến thức tinh quý về sinh chắc vân tay. Và em hy vọng rằng là em sẽ đỗ trong bài thi lần này và em sẽ tiếp tục đồng hành và đi cùng Gen Thailand ở những lớp học tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.